Chào mừng quý vị và các bạn đến với Blog Team Thi Thi. Hy vọng là quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật thoải mái với những thông tin được cập nhật hàng ngày trên kênh. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với chuyên mục tin nóng để cập nhật những thông tin nhanh và nóng trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, những ai đang quan tâm đến vụ việc bé lớp 1 bị tử vong trên xe buýt đưa đón của trường Gateway, chúng ta cũng có thể nhìn ra được rằng vụ việc này không quá khó điều tra, có quá nhiều nhân chứng, vật chứng, bằng chứng, camera hình ảnh này kia, thế nhưng hiện giờ vẫn chưa có câu trả lời từ cơ quan chức năng. Khi mà xung quanh vụ án này còn quá nhiều những tình tiết bí ẩn chưa lý giải được, cộng thêm những tin đồn về thân thế của những người đứng đầu ngôi trường này lại càng cho người ta hoang mang. Có quá nhiều thứ trong vụ án này càng đề cập vào thì chúng ta lại càng thấy nó mâu thuẫn. Ví dụ như chi tiết là tại sao khi đi học bé mặc áo màu đỏ, nhưng khi phát hiện ra thì lại mặc áo màu trắng. Vậy thì ai đã thay áo cho bé và họ sẽ phải chịu trách nhiệm gì? Trao đổi với phóng viên về sự việc này, luật sư Đặng Văn Cường thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu quan điểm, cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiến hành điều tra làm rõ các tình tiết này. Theo luật sư Cường thì nếu như có căn cứ xác định người đã thay áo cho cháu bé thì cần phải làm rõ các yếu tố sau. Thứ nhất là làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Long và thời điểm họ thay áo cho cháu Long thì cháu Long đã tử vong hay chưa. Như trường hợp mà cháu Long chưa tử vong mà thay áo nhưng không mang cháu đi cấp cứu thì sẽ bị xử lý về hành vi không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Có nghĩa là thấy cháu Long đang nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu, chỉ thay áo thôi, sau đó cháu Long tử vong, thì sẽ bị xử lý về tội không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo Bộ Luật Hình sự. Còn trường hợp như cháu Long đã tử vong, người này chỉ thay áo, không có hành vi xâm hại gì tới cháu, chỉ không trình báo với cơ quan chức năng, thì điều này hiện luật pháp chúng ta vẫn chưa có chế tài xử lý. Vấn đề này phải chờ kết quả giám định của cơ quan pháp y về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu Long là gì, thời điểm tử vong là khi nào, hiện trường tại đâu, ở trên xe hay là một nơi khác, và người thay áo có mục đích gì, luật sư Cường nói. Trước đó thì đã trao đổi với phóng viên, thì người phụ nữ phụ trách đưa đón học sinh, được gọi là monitor của trường Gateway, cùng đi trên chuyến xe đưa đón cháu Long cũng khẳng định là lúc đón cháu thì cháu Long mặc áo màu đỏ. Chiều cùng ngày, khi đón các cháu từ trường ra thì bà Quy mở xe phát hiện ra cháu Long nằm bất động trên sàn xe ngay dưới ghế lái. Lúc này cháu Long mặc áo trắng. Trao đổi với báo chí thì ông Trịnh Xuân Hải là ông ngoại của bé Long cho biết, sáng ngày 6 tháng 8 thì bé Long được xe của trường Gateway đón. Lúc này Long mặc quần áo đồng phục của trường, gồm là áo ngắn tay đỏ, quần tối màu. Lúc đi gia đình đã bỏ vào ba lô của Long một chiếc áo ngắn tay màu trắng để đề phòng khi nào cần thiết thì thay. Tuy nhiên, khi đưa đến bệnh viện E cấp cứu thì Long lại mặc chiếc áo màu trắng dự phòng mang theo. Do đó, gia đình đặt nghi vấn là ai đó đã thay áo cho bé Long khi phát hiện ra cháu bất tỉnh trên xe. Tại buổi họp báo do Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy tổ chức vào trưa ngày 7 tháng 8 thì phóng viên cũng đã đặt câu hỏi về nghi vấn này, cũng như nghi vấn về những màu giấy thấm máu tại hiện trường. Bên phía cơ quan chức năng cho rằng, tại thời điểm hiện tại thì chưa thể đưa ra được câu trả lời cho vấn đề này. Những ngày vừa qua thì chúng ta đã nghe được những thông tin từ phía của cô đưa rước là bà Quy. Còn từ phía người tài xế lái chiếc xe đưa đón này thì chúng ta lại chưa được nghe ý kiến. Và có quá nhiều những nghi vấn liên quan trực tiếp đến tài xế này. Chúng ta còn có rất nhiều những câu hỏi để dành cho vị tài xế này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hy vọng là quý vị và các bạn yêu thích những thông tin vừa rồi. Nếu yêu thích thì hãy chia sẻ cảm nhận của mình bằng cách để lại comment phía bên dưới. Bây giờ thì quý vị và các bạn có thể nhắn tin vào đây để chúng ta xem thêm những video khác. Quý vị và các bạn nếu chưa đăng ký nhắn tin thì hãy nhấn vào nút đăng ký ngay góc phải màn hình để chúng ta không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video lần sau.